Thursday. Xin kính chào những khán giả của Đài Phát 24/7, tôi là nhà thiết kế Huyền Châu. Và lần này tôi sẽ đem đến cho những khán giả một bộ sưu tập mang tên La Vie en Rose, được lấy cảm hứng từ vẻ đẹp của những người phụ nữ hạnh phúc. Những tông màu mà tôi dành cho phụ nữ thì luôn luôn là những tông màu rất là nhẹ nhàng, như là màu hồng pastel, như là những màu vàng mơ, như là một chút màu đỏ nồng nàn quyến rũ dành cho những buổi tối hẹn hò. Và có một chút điểm nhấn nữa là những màu đen để họ trở nên quyến rũ và hấp dẫn hơn. Chất liệu của bộ sưu tập lần này thì dựa trên vẻ đẹp mong manh và dịu dàng của người phụ nữ, và vì thế tôi thường lựa chọn những chất liệu mềm rủ và có một chút gì đó sẽ hơi mỏng manh một chút để tạo cái sự gợi cảm của những người phụ nữ thành đạt sau tuổi 30. Đối với tôi thì một người phụ nữ khi mà phải đi làm thì trong cuộc sống của họ có rất nhiều thứ phải lo lắng. Và vì thế mà bộ trang phục khi mà chúng ta đến với công sở thì bên cạnh việc đáp ứng cho công việc của mình thì cũng cần phải là một bộ trang phục khá là năng động, để chúng ta vừa phải lo lắng và làm rất là nhiều những việc khác bên cạnh cái giờ mà chúng ta làm việc chính tại văn phòng. Vì thế mà tôi rất là thích những bộ trang phục mang tính chất là tối giản về kiểu dáng, đơn giản về màu sắc và không có quá nhiều họa tiết, không có quá nhiều chi tiết trang trí. Điểm nhấn ở đây chỉ là việc chúng ta phối màu với nhau sao cho phù hợp, và ngoài ra thì sẽ chỉ có một chút những tết kiệu nhỏ về mặt chi tiết, làm cho người phụ nữ cảm thấy tự tin với cái điểm nhấn trên trang phục của mình mà thôi. Và để cho những chiếc vest công sở trở nên bất đơn điệu và mang tính thời trang cao hơn thì tôi sẽ thường phối với những chiếc quần ống rộng hoặc là những chiếc quần ngố hở một chút cái mắt cá chân của người phụ nữ, để cho có những cái bước đi thanh thoát hơn khi mà họ đến với văn phòng của mình. Và ngoài ra thì những chiếc quần hay những chiếc áo công sở cũng có những điểm nhấn nho nhỏ thôi, để các bạn gái sẽ cảm thấy trang phục của mình trở nên thú vị hơn. Để có cái nhìn rõ nét hơn về bộ sưu tập lần này, ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng chiêm ngưỡng. The same feeling. I need to know what will help me to feel free. I go to bed every night with the same feeling inside. I need to know the answer to that question. Who am I? Who am I? Who am I? No time to lose or to waste. I just need to be inspired by the best. I felt myself as a guest in this world big enough for you and me, I guess. This situation won't go worse, so I gotta pass this test to finally breathe as the man that I am. I see myself in the mirror every time I go to bed, and I wonder, yeah, I wonder. What's the difference between my thoughts and my acts? Who am I? Who am I? Who am I?